Vậy mà nó còn lấy nó đem con ngồi vậy ăn vậy nè, ngồi vậy con dâu ngồi đó, thằng chồng nó ngồi cái đó lúc chưa cưới nha, tự dưng đem lại con ốc đưa cho mẹ cô vậy, cô hết hồn hết vía, cô chụp cái bình ga cô chọi nó một cái vô đầu con nhỏ này máu chảy dầm về. Thằng kia hụp xuống đường, nhỏ đầu nước lên, trời ơi trời, máu chảy dầm về. Thằng Bình chồng nó bây giờ mới nhào tới giùm cái đầu lại. Dạ. Cô hết biết rồi, vậy rồi cô không còn biết nữa. Trời ơi, là lúc đó phải lo cho cô nữa. Hả? Lo cho cô rồi. Nữa. Cô sợ quá. Cô muốn dạ, chết rồi, cô muốn dạ, xỉu dạ, rồi. Dạ, dạ, dạ. Thì... Tại mẹ có cái bệnh tim bẩm sinh, cho nên là mẹ cũng trời ơi, là hai người bị hết. Con nhỏ này thì khóc thôi, còn cô là cô khóc chết. Xong vậy rồi cô khóc, cô xin lỗi nó mà cô ôm nó, cô khóc mày xin lỗi con, mày xin lỗi con tại tiếng chứ không phải là tại mẹ, mày xin lỗi ngàn lần xin lỗi con. Xin tao nói nguyên cái khu ăn đó họ dòm quá trời đất dòm dòm coi, tôi có lỗi tôi xin lỗi con dâu gái tôi chứ. Lúc đó chưa là con dâu. Dạ dạ. Là sao lần đó là về là phải cưới liền luôn. Cưới liền luôn con. Nhiều quá bị cưới liền. Để gọi là hay là xin lỗi. Dạ. Hay là mà em lỗi. Cưới chứ bọn chú cưới. Nên chả còn bỏ đi đó. Dạ. Trời ơi, kêu mình ép nó bắt phải cưới, giờ con quen ta 12 năm rồi giờ con phải cưới, không thể nào để được vậy hết á, lâu quá rồi không có được. Nó nói giờ mẹ nghỉ đi, đám cưới về tiền đâu mà nuôi, làm nhiêu lũm hết nhiêu tiền đâu mà nuôi, mẹ nuôi dâu nổi không? Đó nó tao nuôi 10 con dâu chứ không phải là một con. Cô tuyên bố mà. Yeah. 10 con 15 đứa cháu nội đem về đây cho mẹ. Yeah. Thành ra khi mà mẹ mới nói là thôi bây giờ nếu mà cưới mẹ bàn giao hết cho tụi con. Yeah. Mà giao với nhỏ này nha. Tại vì nó không đồng ý cưới, tại vì nó cưới là nó không nuôi con nổi, thì bây giờ mẹ giao hết tài sản mẹ lại cho con tự làm phụ chồng, chồng thôi đừng có nghĩ tới tiền của chồng, mấy triệu đồng đừng nghĩ, mà con nghĩ lấy cái tiền của lời bán hai cái shop quần áo này nè, con lấy cái đó mà con nuôi bản thân con thì chịu mẹ cưới. Còn nếu mà con cảm thấy mà như hai mẹ con sang trọng quá. À, xin mời cô giới thiệu về mình ạ. Cô là Trần Thị Xuân, nay 65 tuổi. Cô xin chào MC Quyền Linh. Dạ. Cô xin chào MC Lê Lộc. Chào cô. Chào quý khán giả đài truyền hình. Dễ thương. Hiện nay thì cô đang làm gì? Đang giữ con trai. Cháu trai chứ hả cô? Con trai đang học ở sân khấu điện ảnh năm 2. À. Giữ cháu nội. Cháu nội nữa. Bỏ Bình Dương. Dạ. Chạy xuống Sài Gòn nuôi. Nhà cô gần chùa Bà đó. Dạ. Mấy cháu? Dạ, em tên Phan Thị Thanh Hoa, năm nay em 38 tuổi. Dạ. Em ở Thủ Dầu Một. Xin chào. 38 tuổi trẻ quá nha. Dạ, xin à. Chào anh Quyền Linh và chị Lê Lộc và tất cả các khán giả trong trường quay có mặt ngày hôm nay. Dạ. Như cái ngày đầu tiên á mà cô Xuân gặp con dâu này nè, cô có ấn tượng gì không? Tụi nó quen nhau được 4-5 năm rồi. Mà nó giấu hồi quen mới mười mấy tuổi ha. Giấu mười mấy là mười mấy. Dạ hồi đó quen 17. 17 là quen rồi. Dạ đó, được, mấy năm rồi mới ra gặp. Lúc đó ra kêu bằng bác. Dạ. Ấn tượng đầu tiên á, trước khi mà bé này về là con trai á, thằng Quang Bình nó nói là mẹ ơi, tả hình dáng mẹ, tả cái bài lớn. Nghe dững rồi. Con mình cao 1m gần 1m8. Mà phóng viên nữa mà mặt mày xin lỗi bảnh tỏn đàng hoàng, đẹp hơn Tuấn Tú luôn mà. Vậy mà nó nói con vợ tương lai nó có bị lớn. Trời ơi nghe con thấy sầu não. Làm sao suy nghĩ cũng buồn chứ. Nhưng mà ủa nó cưới thì mình cưới đâu. Đúng rồi. Trời đâu có vợ nó không phải vợ mình đâu. Ôi thôi cũng làm gì làm. À, miễn sao mà về làm có cháu nội cho mẹ là được rồi. Cái thời gian qua 4 năm chị này về. Nhưng mà lúc đã vì cô giao vậy nè, cô cho con cô đi học hai mấy tuổi ra trường, cô giao cho tụi con làm từ bắt đầu ra trường cho đến khi mà lấy vợ là đám cưới. Dạ. Gả chồng thì tiền đó con giữ lại, đúng 30 tuổi mẹ mới cho lấy vợ, đúng 30 tuổi mẹ mới cho cưới chồng. Dạ. Thì chị nó làm đúng y vậy, từ bắt đầu ra trường làm để dành tiền mua đất riêng luôn chứ bộ. À giỏi quá. Rồi tới anh này làm nhiêu tiền còn bạc nữa trơn. Nhưng mà cô không hiểu, cái nó theo lời dặn của mẹ không dám dắt về. Sau 4 năm dắt cô nàng về thì thấy như sao? Con nhỏ chút xíu vậy không? Nhỏ xíu. Thấy vậy nhỏ thiệt mà. Hồi đó em ốm đó anh, giờ em xanh em bé em hơi mập tí xíu. À, đó nhỏ mà xin lỗi nha, đừng buồn mẹ nói nha, không đẹp bằng giờ. Đen ốm mà dòm thấy nó không có mượt mà. Tại con biết sao không? Gánh nặng gia đình. Từ Bình Dương mày xuống chợ còn muối gì hả con? Chợ Nguyễn Tri Phương. Ờ Nguyễn Tri Phương 3 tháng 2. Một giờ rưỡi đêm để leo lên xe chở đồ hàng bông đi xuống Sài Gòn bán, 2 giờ chiều phải bên trở, 3 giờ chiều phải bên trở về.
cuộc đời. Cứ như vậy hoài thì nó đâu làm đúng sao rồi. Mà đẹp được. Cái nghe thương quá. Thừa có con xong rồi lấy chồng xong á, gọi là phát tướng thì ghi lên á. Dạ. Khi mà em gặp mẹ chồng đó, em cảm giác mẹ chồng thế nào? Dạ, ấn tượng mẹ thì mới đầu về nhìn thì ông xã trở về nhà thì thấy mẹ cũng hơi khó. Nhưng mà về tiếp xúc thì thấy mẹ nói chuyện cũng bình thường, không có khó. Nhưng mà mình làm dâu của mẹ được bao nhiêu năm rồi chị? Dạ 11 năm chị. Quen nhau 12 năm. Dạ. Cưới nhau 11 năm. Dạ. 23 năm rồi. Dạ. Dễ sợ luôn. Chị là mấy cháu rồi? Dạ mới có một bé rồi chị. À, bé này lớn chưa chị? Dạ 5 tuổi. À, dạ. Ở đang ở với cô. Dạ. Khi mà cưới vợ về cho con trai á, là đầu tiên hết á, bàn giao hai kiosk quần áo lại cho con dâu. Đó, khỏe rè ha. Trước khi bước ra khỏi tiệm, nhờ bà vú với chị hai nó 20 triệu đi mua thêm quần áo đổ vô, rồi để là 7 cái máy may. Được nàng dâu rồi là thải cái đụng. Khỏe quá. Về dưỡng già. Sau đó thì tới ngày đám cưới thì sao? Trời ơi, thôi đừng nhận cưới. Ủa, tưởng đang 70 bàn rồi. Hả? Sao vậy cô? Tới ngày đám cưới mà thằng con mình nó còn đi không làm. Chịu về em cưới nữa đó. Đi làm hả cô? Không phải đi làm. Giận nhau? Không phải giận nhau. Ý là anh đi nhậu á, anh đi nhậu tới sáng anh mới về cho nên mẹ sợ. Giờ 12 năm rồi, đáng lý chữa cưới nữa con. Đi tắm biển. Tính tú con cô á, cô không biết ăn ốc mà cô sợ ốc, mà con ốc móng tay con biết không? Dạ, ốc dài dài á cô. Đã vậy mà nó còn lấy nó đem cô ngồi vậy ăn vậy nè, ngồi vậy con dâu ngồi đó, thằng chồng nó ngồi cái đó lúc chưa cưới nha, tự dưng đem lại con ốc đưa cho mẹ cô vậy. Cô hết hồn hết vía, cô chụp cái bình ga cô chọi nó một cái vô đầu con nhỏ này, máu chảy dầm về. Thằng kia hụp xuống đường, nhỏ đầu nước lên. Trời ơi, trời, máu chảy dùm về. Thằng Bình chồng nó bây giờ mới nhào tới dùm cái đầu lại. Dạ. Cô hết biết rồi. Vậy rồi cô không còn biết nữa. Trời ơi, là lúc đó phải lo cho cô nữa. Hả? Phải lo cho cô rồi. Nữa. Cô sợ quá. Cô muốn dạ, chết rồi, con dạ, muốn dạ, xỉu dạ, rồi. Dạ, dạ, dạ. Thì tại mẹ có cái bệnh tim bẩm sinh cho nên là mẹ cũng trời ơi, là hai người bị hết. Con nhỏ này thì khóc thôi, còn cô là cô khóc chết. Xong vậy rồi cô khóc, cô xin lỗi nó mà cô ôm nó, cô khóc mày xin lỗi con, mày xin lỗi con tại tiếng chứ không phải là tại mẹ, mày xin lỗi ngàn lần xin lỗi con, xin tao nói nguyên cái khu ăn đó họ dòm quá trời đất dòm cái tôi có lỗi, xin lỗi dâu gái tôi chứ. Lúc đó chưa là con dâu. Dạ dạ. Rồi sao lúc đó là về là phải cưới liền luôn. Cưới liền luôn. Cưới liền. Để gọi là hay là xin lỗi. Dạ. Hay là mà em cưới với bộ chú. Em cưới. Nên chả còn bỏ đi đó. Dạ. Trời ơi, kêu mình ép nó bắt phải cưới, giờ con quen ta 12 năm rồi giờ con phải cưới, không thể nào để được vậy hết đó, lâu quá rồi không có được. Nó nói giờ mẹ nghỉ đi, đám cưới về á tiền đâu mà nuôi, làm nhiêu lụm hết nhiêu tiền đâu mà nuôi, mẹ nuôi dâu nổi không đó, nó ta nuôi 10 con dâu chứ không phải là một con. Cô tuyên bố mà. Yeah. 10 con 15 đứa cháu nội đem về đây cho mẹ. Yeah. Thành ra khi mà mẹ mới nói là thôi bây giờ nếu mà cưới mẹ bàn giao hết cho tụi con. Yeah. Mà giao với nhỏ này nha. Tại vì nó không đồng ý cưới, tại vì nó cưới là nó không nuôi con nổi, thì bây giờ mẹ giao hết tài sản mẹ lại cho con tự làm phụ chồng. Chồng thôi đừng có nghĩ tới tiền con chồng, mấy triệu đồng đừng nghĩ, mà con nghĩ lấy cái tiền của lời bán hai cái shop quần áo này nè, con lấy cái đó mà con nuôi bản thân con thì chịu mẹ cưới. Còn nếu mà con cảm thấy mà như lời của thằng chồng con nói là muốn cho giàu lên để cưới, miễn cưới. Nín thinh thằng kia nín thinh thôi, còn vậy rồi thì còn gì nữa đâu mà nói. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu. Rồi sau khi về làm dâu đó thì con thấy mẹ chồng có khó không, làm được cái gì ở nhà? Dạ, nói chung là về làm dâu mẹ thấy mẹ cũng dễ, tại vì lúc trước khi quen ông xã cũng nói với ông xã là em không có biết làm đồ ăn, tại vì em mất đi buôn bán riết, thì anh về nói mẹ cũng không cảm cho em, tại vì em đi buôn bán rồi khuya em đi rồi tới chiều em mới về, cho nên là em không biết làm đồ ăn. Thì có gì về ví dụ như em không biết thì mẹ chỉ cho em. Em ấn tượng lần đầu tiên em về em chỉ biết chiên trứng thôi à, chứ không biết làm gì hết. Chồng nói em ăn không hả? Dạ. Cái xong cái về cái nói mẹ vợ Bình giỏi lắm mẹ nha, luộc hột gà chín luôn á. Nhất là luộc gà chín luôn á. Biết luộc gà thôi hoài, không có làm gì hết đâu. Yeah. Cô cũng không cần cưới con dâu về để mà phục vụ cho mình. Ủa, mình có tiền mướn người làm chứ mắc gì bắt con dâu. Thành ra là cô nói cứ cưới về đi rồi chuyện đó tính sao. Về làm dâu rồi hai mẹ con mình hợp nhau không cô? Hợp. Dạ. Bây giờ có chuyện gì á, bà này thì có cái bệnh là chồng là phóng viên, mẹ thì nói cho ngay, đàn bà nào cũng ghen.
mà anh kia thì cứ mấy cô ở trong đài thì mượn trở về giùm, giờ không cần biết mà cứ áp nhân thằng kia trở về giùm là có người là học bài này nghe, bài này có nhiêu đó thôi. Cô mới nói vậy nè, cô nói giờ mình là vợ, bây giờ ha mẹ cũng vậy, ba là văn nghệ, ba đi hát, ba đi hò, ba đi đờn, ba đi ca, mặt ba chồng mình bước về nhà là chồng của mình, ra ngoài xã hội mặc kệ người ta, con sống như vậy thì con mới có được cái hạnh phúc, con phải tin. Chứ mà ghen đàn bà nào cũng ghen, nhưng mỗi người cái ghen khác nhau. Rồi rồi cái từ đó tới sau nghe lời mẹ tút tút, bây giờ làm gì lắm ở luôn đúng không? Dạ. Em sao thấy cảm giác mình không hợp điều gì với mẹ chồng và hợp điều gì với mẹ chồng nào? Thấy chưa, mình hợp với mẹ là về ăn uống, hai mẹ con hay ăn thích ví dụ như nấu cháo gà đồ này kia gì đó. Yeah. Rồi ăn dụ thịt kho tàu hai mẹ con rất là hợp, lên ngồi ăn thì nói chuyện với mẹ rồi tâm sự, rồi nói chung thời gian em cũng ít, sáng em đi rồi tới tối 9-10 giờ em mới về, cho nên là tiếp xúc với mẹ thì cũng ít. Cách ăn bận thì trong mẹ tính nghệ sĩ, mẹ thái bằng đồ kim tuyến chiếu hơn em. Mua đồ quà cho về, cô mua đồ dữ lắm, dài dép quần áo áo khoác là mấy chục áo khoác đồ bộ cô mua về tưởng sao. Nhưng mà cô chỉ có kim tuyến lấp lánh vậy không? Dạ không. Rồi mẹ mua vậy rồi có hợp không? Nhưng mà mẹ để ý riết mẹ cũng biết rồi. Mua về cái mẹ lựa, mẹ nói nè này con chịu không? Mẹ con chịu thì con lấy, còn này con không chịu á thì mẹ đem về Bình Phước mẹ cho mấy dì mấy cô. Dạ. Dạ để này con lựa. Ban đầu không có vậy con. Dạ lấy. Không chừng dở tủ hơn vậy. Tại vì lấy cho vui lòng mẹ thôi. Qua lá cành quá chị không dám hả? Dạ. Nay thì không dám. Dạ. Cô mới la con nói con trả lời thẳng thắn mặt hay là không. Dạ. Mẹ còn cho người khác. Còn cái chuyện mà mình cháu á là mình toàn quyền là mẹ quyết định hết đúng không? Hồi sanh về á thì trong tháng thì mẹ nuôi có cái hỗn hợp là gì thôi à chị. Mẹ nói là hồi đó giờ mẹ đẻ ba đứa con rồi, mẹ nuôi mẹ không có xông hơi gì hết á, không có xông hơi em bé gì hết á. Dạ không. Dạ em mới nói vậy nè, bên má thì con sống với má thì con thấy là má sanh đứa con nào ra cũng phải xông hơi. Cái em làm vậy thì ý mẹ vậy như cũng trái ý mẹ, thì mẹ cũng hơi buồn, hơi khó chịu. Nhưng mà em nói với ông xã, nói ông xã anh nói với mẹ cái đó cũng đâu có gì đâu, xông hơi em bé cũng tốt mà. Cái ông xã nói lại với mẹ thì mẹ cũng thôi, mẹ không nói gì hết. Vậy như mẹ cũng sợ bụi bặm cho cháu thôi chứ cũng không có gì hết. Tại vì nó mổ, mà nếu mà con xông hơi là cái khói nó sẽ nhiễm trùng cho người mẹ. Nói chung là mẹ chồng là thương nàng dâu nhiều hơn. Nó thương nàng dâu hơn, tại vì em bé nó khỏe như con voi, nó không có bệnh gì hết. Yeah. Mình chỉ ủ lại đừng có cho ra gió, đừng dặn quạt máy thì thôi, đừng dặn máy lạnh thì thôi. Nhưng mà người mẹ lỡ nhiễm trùng rồi thì sao? Nhưng mà thương con dâu nhiều hơn. Dạ. Yeah. Cuối cùng là ai chịu thua ai? Cô chịu thua. Nó mới đẻ nói vậy thì sợ nó có gì nó trợn trắng lên. Rồi đó giờ là cháu cho cháu nội bà nội chăm hết hả? Dạ. Không cho bú mẹ nữa mà. Nội với ông nội. Rồi giờ hiện nay bà nội ở Sài Gòn nuôi cậu ha? Dạ nuôi bé luôn. Cho học ở đây, nhập hộ khẩu gì đây học luôn. Rồi giờ đem cháu lên chăm sóc luôn. Dạ. Dạ. Đi hồi mười mấy tháng đến giờ. Nhưng mà cái điều này con không biết là do ý nguyện của cô hay là chị muốn là cháu đi theo bà. Cô ồ muốn chứ, thương cháu quá. Vậy sao không để ở gần mẹ ha? Tại bây giờ mẹ sẽ bằng cô. Bà nội thì chăm, nói chung là chăm con nít kỹ lắm. Cho nên là bà nội là mê cháu nội. Bà nội ngủ thiếu bà nội chịu cũng được. Nhưng mà dù sao cũng là máu mủ của mình. Dạ đúng chị rồi. Chị đi gì lâu quá chị có nhớ không? Chị nhớ muốn... nhưng mà mình phải hy sinh cho ba mẹ. Nhưng mà em cũng đi làm suốt mà. Dạ thì... dạ đúng rồi. Chăm con. Mà có buồn có nhớ không? Cũng nhớ lắm đó chị. Nhưng mà mình thương ba mẹ, mình hy sinh cho cháu theo ba mẹ. Bây giờ cháu mà không có bà nội cháu cũng không chịu, mà bây giờ bà nội không có bé, bà nội ngủ chung bà nội cũng không chịu. Thật sự đi cũng không xa đâu, 45 phút. Còn nếu đi xa chạy xe ô tô chạy thôi chứ xe máy chứ không tới đâu. Dạ. Cũng gần mà. Rồi bây giờ thì cô cảm giác là cô chưa hài lòng điều gì với con dâu của mình? Chưa hài lòng hả? Giờ cô muốn kiếm thằng trai cháu nội nữa có dây gom của bạn à, mà nó nhín với cô quá cô buồn. Sao nhín vậy? Nó muốn làm giàu. Đẻ con mà nhín cái gì? Bây giờ nhín. Ráng kiếm cho bà nội đứa nữa đi. Nhiều khi đẻ ra sợ nội cực nữa hả? Người ta chấp nhận mà. Đây, hôm nay chỉ có lá thư của ông xã em gửi. Anh sẽ đọc xem coi ông xã nói gì về hai người nha. Đây là thơ của Bình. Hà Bình. Mẹ Thiên Xuân kính thương, Bình và Hoa quen nhau đã lâu, nay thấy mẹ lớn tuổi, trông có cháu nội dữ lắm, Bình định lập gia đình có cháu.
cho nồi ấm bồng. Xong, điều đáng nói nhưng mình chưa dám nói, đó là em Hoa tối ngày phụ mẹ buôn bán nên việc ngồi trời bếp núc rất dở nên mình chưa dám đi đến hôn nhân. Cuối cùng mẹ quyết định cưới Hoa làm vợ Bình, là mẹ quyết định Thanh Hoa vợ yêu của anh. Anh làm việc công chức hưởng lương cố định, anh rất muốn lấy em làm vợ nhưng sợ điều kiện kinh phí sinh hoạt gia đình khó khăn, bởi vì có vợ thì phải có con, mọi sinh hoạt đều tăng theo nhu cầu. Hơn nữa anh biết tính mẹ rất là kỹ lưỡng chỉnh chu về mọi mặt, tuy nhiên đâu ai biết được chữ ngờ trời xui đất khiến thế nào, mẹ anh lại thương con dâu hơn là con ruột của mẹ. Bình xin cảm ơn mẹ vô cùng, hãy sống lâu với chúng con để chúng con được trả hiếu mẹ nhé. Bình cũng mong rằng vợ yêu của anh Thanh Hoa thương mẹ như mẹ ruột của mình. Tiền bạc vật chất có thể mất đi tìm lại được, nhưng tình cảm mẹ chồng nàng dâu xưa nay vẫn khó tìm lắm Hoa. Tìm được sự hòa hợp đồng lòng là vô cùng khó khăn. Hãy giữ lấy những tình cảm này. Bình xin cảm ơn mẹ Thiên Xuân và vợ Thanh Hoa. Đây là những cái là chia sẻ của Bình đối với mẹ. Cảm giác thế nào? Con biết không, cô thương nó và cô thương bé này lắm. Hồi lần đầu tiên mà nó sanh ra, cô đứng ngay cái cửa thang máy á, cô chờ. Lúc mà vừa ngừng xuống là bấm mà thấy nó nằm trên băng ca á. Vừa thấy con cái chưa kịp ra khỏi cái chỗ đó là hai cái tay nó đưa lên vậy. Bé này nè, hai tay đưa lên vậy. Cô lại cô ôm nó vậy. Cứ cô nghĩ con tôi sống rồi. Còn nó thấy cô nữa, nó, mẹ ơi, khóc quá trời khóc luôn. Hỏi nó sao, hay nó nằm trong đó có mình á, tay ra hết, có mình còn nằm đó vậy. Nó cũng hoang mang, nó cũng không biết sao mà nó bị vậy. Nhưng còn cô thấy con người ta tìm cái chết lấy một cái sống, đẻ cái nội cho mình. Lúc đó cô không nghĩ nó là con dâu cô, cô nghĩ nó là đứa con gái tuyệt vời của cô. Đúng là rất là cảm động cái tình, đúng là mẫu tử luôn đó. Lúc đó không là thằng dâu mày chồng nữa. Còn em lúc đó em cảm nhận thế nào? Trong lúc đó em cảm nhận em sợ lắm. Xong rồi ra gặp mẹ rồi cái tự nhiên hả, mình vui, mình ôm mẹ, hai mẹ con khóc quá trời luôn. Ở trong bệnh viện đó, người ta thấy, người ta hỏi là ủa con dâu cô hay là con ruột? Cái mẹ nói là con dâu. Nó trời ơi, con dâu mà sao thương dữ vậy. Cảm ơn cô Xuân với lại Hoa. Dạ. Cảm ơn chương trình. Chúc mẹ chồng nàng dâu mãi mãi giữ tình cảm như thế. Dạ. Hôm nay thì em muốn nói gì với mẹ chồng của em không? Con á, rất là cảm ơn ba mẹ. Con cũng mong ba mẹ giữ gìn sức khỏe. Qua chương trình này con cũng hứa với ba mẹ cứ yên chí. Ví dụ như ba mẹ mà còn sống lâu được á, thì tụi con hả về với ba mẹ thường xuyên. Ba mẹ yên chí, ví dụ như ba mẹ có gì thì tụi con cũng cố gắng nuôi em, không có bỏ em đâu, ba mẹ sợ.